Là ngư dân có tàu cá khai thác xa bờ được nhận hỗ trợ theo quyết định 48 của chính phủ. Ngay từ sáng sớm, anh Hoàng Nhi ở thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã có mặt tại kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình, tiến hành làm cả thủ tục cần thiết để nhận số tiền hỗ trợ hơn 200 triệu đồng. Được kho bạc và ngân hàng đã làm các khâu thủ tục rất là nhanh chóng để tôi sớm nhận được tiền để bám biển vươn khơi. Tôi rất là vui mừng. Thực hiện theo quyết định 48, Trung ương hỗ trợ kinh phí cho các tàu cá tham gia khai thác trên các vùng biển xa. Trong đầu năm 2023, kho bạc nhà nước Quảng Bình đang thực hiện chi trả đợt 1 và đợt 2 trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Kho bạc Quảng Bình cũng đã tạo điều kiện hết sức và phối hợp với ngân hàng BIDV trong việc chi trả tiền mặt để bà con ra khơi đánh bắt kịp thời đầu năm. Chúng tôi mong muốn và đề nghị bà con ngư dân cần mở tài khoản tiền gửi tại một trong các ngân hàng thương mại trên địa bàn để việc chi trả tiền hỗ trợ ngư dân được nhanh chóng và thuận lợi hơn. Cùng với anh Hoàng Nhi, nhiều tàu cá khai thác xa bờ trên địa bàn tỉnh cũng đã được chi trả hỗ trợ theo quyết định 48 của chính phủ. Với số tiền nhận được, bà con ngư dân đã có điều kiện để mua nhiên liệu, bảo hiểm thân tàu, chuẩn bị cho cả chuyến tàu vươn khơi xa. Quyết định 48 thì riêng thiên tôi được 75 triệu. Và trong cái 75 triệu đó thì trong năm bây giờ chuẩn bị qua năm mới thì tôi cũng dùng cái đồng tiền đó để tiếp tục mua dầu, rồi là làm những cái chi phí để chuẩn bị ra khơi, tiếp tục những cái chuyến biển đầu năm. Nhân tiền đây thì cũng cảm ơn nhà nước, cảm ơn mọi cơ quan ban ngành đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho dân. Những năm qua, việc thực hiện quyết định 48 của chính phủ về một số chính sách khuyến khích hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên cả vùng biển xa đã góp phần giúp ngư dân bớt đi phần nào khó khăn. Với mức hỗ trợ dao động từ 55 triệu đồng một tàu đến 100 triệu đồng một tàu, từ đầu năm 2023 đến nay, cả tàu cá trong tỉnh đã được hỗ trợ hai đợt. Đợt 1 hỗ trợ trên 25,3 tỷ đồng cho 167 tàu cá. Đợt 2 hơn 31,1 tỷ đồng cho 125 tàu cá tham gia khai thác thủy hải sản trên cả vùng biển xa. Thì năm 2023 này chúng tôi sẽ tiếp tục là tuyên truyền hướng dẫn cho bà con ngư dân những cái quy định của pháp luật về khai thác thủy sản để bà con không bị vi phạm. Thì những bộ hồ sơ hỗ trợ quyết định 48 của bà con là sẽ thuận lợi. Hy vọng rằng trong năm 2023 thì bà con ngư dân sẽ thuận lợi hơn trong khai thác thủy sản và chúng tôi sẽ tham mưu kịp thời hơn để những cái chính sách của nhà nước kịp đến tay cho bà con ngư dân. Có thể khẳng định, chính sách hỗ trợ theo quyết định 48 của chính phủ có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất nghề cá của tỉnh. Đây thực sự là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Hy vọng rằng với sự đồng hành của cả cấp, ngành, chính quyền, bà con ngư dân sẽ có chuyến biển đầu năm thuận buồm xuôi gió, mang về tôm cá đầy khoang.